là hay thì em xin tiếp cận một cái nhóm bệnh nhân khó hơn, gọi là bệnh nhân hen nặng. Thì đầu tiên là em sẽ trả lời câu hỏi là ai nên đánh giá kiểu hình, sau đó là mô tả về những cái khái niệm về kiểu hình và những cái khái niệm khác để tiếp cận cái nhóm bệnh nhân hen nặng, tiếp cận cá thể hóa cái điều trị và một cái ca lâm sàng. Thì như thầy cô và các anh chị đã biết thì ở Việt Nam cái tần suất hen khoảng 20% các trẻ từ 13 đến 14 tuổi và hen nặng thì chiếm 7,5% trong cái nhóm này. Thì trong thử nghiệm lâm sàng thì cụ thể là thử nghiệm Gold chẳng hạn thì hen được kiểm soát rất là tốt, với khoảng 60% kiểm soát tốt bằng ICS và khoảng 80% kiểm soát bằng ICS LABA. Nhưng mà trên thực tế thì không phải là ai cũng tuân thủ cái đó, tức là không phải bệnh nhân nào cũng đủ 12 cái chai HIT ICS, và như vậy thì cái nguy cơ tử vong của họ sẽ gia tăng. Thế thì trên toàn cầu cái chuyện mà hen không kiểm soát tốt là nó xảy ra khắp các quốc gia châu lục, và riêng ở Việt Nam thì chúng ta cũng có cái tỷ lệ là khoảng 20-30% bệnh nhân hen không kiểm soát tốt. Thế thì những cái bệnh nhân hen đó thì mặc dù là có ICS 3 họ không kiểm soát tốt thì những cái cách tiếp cận, những cái cách tiếp cận, cách xử lý như thế nào. Thì như các cô anh chị thấy ở đây, người ta thống kê là khoảng 24% hen vẫn còn triệu chứng, và khi vẫn còn triệu chứng mặc dù đã điều trị bằng cái ICS liều cao tối ưu thì mình nghĩ đó là hen nặng. Dĩ nhiên là mình phải loại trừ những cái yếu tố mà làm nặng hen, giống như là bệnh nhân không tuân thủ điều trị, bệnh nhân không biết sử dụng bình HIT, hoặc là còn bệnh đồng mắc, còn tiếp xúc với yếu tố khởi phát. Nếu mà mình loại trừ hết đó rồi thì khoảng 3% bệnh nhân của mình là bệnh nhân hen thực sự nặng, và khi đó những bệnh nhân này cần một cách tiếp cận hết sức là chuyên biệt. Thế thì người ta đã đề cập đến cái cách tiếp cận là kiểu hình và kiểu cơ chế bệnh sinh, tức là phenotype hoặc endotype, và gần đây là đặc điểm bệnh lý điều trị được, tức là treatable trait. Thì về các cột mốc lịch sử thì người ta thấy là cái chuyện mà người ta tiếp cận kiểu hình là lâu lắm rồi, năm 1970 người ta đã nói rồi, nhưng mà không có cái điều trị gì mới, không có thay đổi được gì, cái người ta bỏ quên, cho đến gần đây thì người ta có nhắc lại. Và có thể nói là nói về kiểu hình thì hen có rất nhiều cách phân loại kiểu hình, rối dễ sợ luôn. Cho đến hồi 2017 thì cái nghiên cứu rất là lớn của Hoa Kỳ, tức là Research Asthma, Severe Asthma Research Program, thì họ mới phân chia kiểu hình thành khoảng 5 loại. Thì 5 cái loại này nó khác nhau chủ yếu là ở cái thời điểm khởi phát bệnh, tức là hen khởi phát sớm hay hen khởi phát muộn. Sớm là dưới hẳn 12 tuổi, muộn là trên hẳn 40 tuổi, cái khoảng trung gian thì rất là khó. Thứ hai là chức năng hô hấp, thứ ba là có dị ứng hay không có dị ứng. Và cái phần rất là quan trọng thì cô các anh chị chú ý là nhiều cái nghiên cứu khác với cái cách tiếp cận khác, kiểu cluster analysis chẳng hạn, vẫn cho một cái kết quả gần gần tương tự kết quả này. Thành ra đây là một cái kiểu tiếp cận khá là được đồng thuận. Tuy nhiên đó, thì mình biết là hiện tại thì những cái điều trị đích của mình đó, nó sẽ dựa vào hoặc là eosinophil, hoặc là IgE, hoặc là FeNO. Thế thì cái cách tiếp cận này nó có cho phép mình hướng dẫn cái điều trị không? Xin thưa là không. Đáng tiếc là mặc dù mình tiếp cận kiểu hình rất là tốt, mọi người thấy là những cái bệnh nhân đó nên phân loại vậy, nhưng mà không đưa đến một cái kết quả điều trị. Những cái bệnh nhân mà mình điều trị mình hay coi là nó có kiểu hình TH2 cao, nó có FeNO cao thì mình cho những cái điều trị như vậy, chứ mình không có dựa vào cái kiểu hình đó để mà mình quyết định điều trị được. Chính vì vậy mà người ta bảo thôi giờ không tiếp cận kiểu hình nữa, tiếp cận endotype. Nhưng mà tiếp cận endotype cho tới hiện tại thì cũng chưa có gì hứa hẹn. Bây giờ người ta bắt đầu chuyển qua một cái cách tiếp cận mới là đặc điểm bệnh lý điều trị được, tức là treatable trait. Thì làm sao lựa chọn được những treatable trait? Thứ nhất là nó phải clinical relevant, tức là quan trọng trên lâm sàng. Thứ hai là phải nhận diện được, và những cái nhận diện được đó là bằng biomarker, bằng cái
chỉ điểm sinh học nào đó. Và thứ ba là khi mà mình nhận diện được cái chỉ điểm sinh học nào đó thì mình sẽ có cái phương pháp để tiếp cận điều trị đúng cái cách đó. Thế thì không những là mình có thể trị bằng những cái phương tiện mà trị cho đường hô hấp, mà có thể là ngoài đường hô hấp và những cái risk factor, nghĩa là yếu tố nguy cơ, hoặc là những cái thái độ hành vi của bệnh nhân nữa. Thế thì người ta nói rằng mình cần lưu ý là khó thở thì đúng là mình điều trị được, nhưng mà nó không phải là treatable threat. Nó là một cái outcome, một cái mục đích thôi mà mình muốn đạt tới. Còn treatable threat là thí dụ như co thắt phế quản thì mình dựa vào FEV1 để mình đo, tăng eosinophil trong đàm hay trong máu thì mình có thể điều trị được bằng những cái liệu pháp đích. Chính vì vậy thì mình phải lựa chọn một cách cẩn thận. Và cái tiếp cận treatable threat nó giúp, thứ nhất là cá thể hóa, nghĩa là một khi mà bệnh nhân vô thì mình có 3-4 chuyên khoa mình cùng tiếp cận, bác sĩ tâm thần kinh, bác sĩ kỹ thuật viên hô hấp chỉ cho bệnh nhân cách sử dụng bình hít, mình lựa chọn cái điều trị hen theo eosinophil và theo IgE chẳng hạn, thì tất cả những cách tiếp cận mà toàn diện đó sẽ cá thể hóa cho bệnh nhân, thì bệnh nhân sẽ được một cái kết cục rất là tốt. Thế thì đã có hai cái nghiên cứu lớn trên bệnh nhân COPD và trên bệnh nhân hen thử dùng cái cách tiếp cận treatable threat và cho thấy là nếu mà mình tiếp cận theo treatable threat đó, thì mình sẽ cải thiện bệnh nhân hơn cái cách tiếp cận thông thường. Và dĩ nhiên các anh chị cũng thống nhất là nếu mà mình một mình thôi á, mình trị thì suốt ngày mình nghĩ tới thuốc, nhưng mà nếu mà mình thêm một ông vật lý trị liệu, mình thêm một ông phẫu thuật ngoại khoa thì đôi khi mình nghĩ đến chuyện ghép, đôi khi mình nghĩ đến những chuyện khác thì sẽ tốt hơn cho bệnh nhân. Nhưng mà như vậy thì câu hỏi là với cái thực hành hôm nay đó thì các anh chị sẽ làm cái gì? Thì 2018 thì theo cái một tờ báo đăng trên hô hấp của châu Âu thì người ta nói là, cũng xin lỗi các anh chị là cái chữ nó hơi nhỏ nhưng mà không sao hết, khi mà mình tiếp cận hen đó thì mình phải chắc nó là hen nặng, thì nghĩa là có hai điểm: thứ nhất là nó phải là hen, thứ hai nó phải hen nặng. Muốn xác định nó là hen nặng thì giống như nãy các anh chị chắc ăn là bệnh nhân đã sử dụng ICS liều cao mà tuân thủ, mà kỹ thuật hết tốt, mà không có yếu tố khởi phát gì. Một khi là hen nặng rồi và không có cái yếu tố kiểu hình TH2 cao, nghĩa là dựa vào đâu? Dựa vào không có FENO cao, không có IgE cao, không có eosinophil cao, thì các anh chị điều trị cái kiểu này bằng hoặc là Lama thêm hoặc là macrolide. Thế thì tiotropium đã có nhiều nghiên cứu RCT và kết cục thì người ta thấy là nó cải thiện thêm FEV1 và đợt cấp hen. Tuy nhiên là các anh chị lưu ý là trên những cái bệnh nhân mà có eosinophil cao thì cái giảm đợt cấp hen tiotropium 1 thì cái những cái phương pháp đích kỹ như là omalizumab và những cái phương pháp khác đó, thì giảm cái đợt cấp tới 3. Thành ra là tiotropium người ta chỉ khuyến cáo cho cái nhóm gọi là không có eosinophil cao hơn là cái nhóm có eosinophil cao. Azithromycin cũng giúp làm giảm đợt cấp hen, nhưng mà người ta vẫn chưa biết là cái nhóm bệnh nhân nào thực sự là hiệu quả. Người ta làm nghiên cứu trên toàn bộ bệnh nhân hen nhưng mà thấy là có giảm đợt cấp, có cải thiện triệu chứng. Nhưng mà trong tương lai thì hiện tại thì chỉ dành cho bệnh nhân không tăng eosinophil. Còn trong tương lai có thể mình sẽ tìm thấy những cái nhóm khác hơn. Thế thì cái nhóm mà có kiểu hình TH2 cao đó, thì chúng ta sẽ có thể là vừa eosinophil cao vừa IgE cao đó, thì mình có thể chữa bằng omalizumab hoặc là những cái thuốc mà điều trị cho hen kiểu hình eosinophil cao. Còn nếu mà là hen dị ứng và chỉ mình IgE cao thì có thể chỉ bằng omalizumab. Còn hen chỉ có eosinophil cao thì các anh chị có thể dùng nhóm interleukin 5, interleukin 4, 13 và đúp. Thế thì hiện tại thì chúng ta có 5 cái thuốc nhắm đích trong hen. Thì cái bảng này nó nói rất là chi tiết nhưng mà mình chữ rất là nhỏ là mình sẽ không thấy, thành ra là xin chi tiết hóa. Thứ nhất là omalizumab thì điều trị cho hen dị ứng dai dẳng.
thì nó giúp giảm triệu chứng hen, giúp giảm liều corticoid và giúp giảm đợt cấp. Chính vì vậy mà bệnh nhân có thể cải thiện được, đặc biệt là những cái bệnh nhân mà lệ thuộc corticoid nó hưởng lợi rất là nhiều, và bệnh nhân mà nhập viện nhiều lần trong năm thì nó rất là có giá trị. Đặc biệt là mặc dù cái giá thành cao nhưng mà bệnh nhân đã nhập viện nhiều lần trong năm thì không nhập viện nữa, thành ra là có cái tính kinh tế hiệu quả. Thế thì lựa chọn các bệnh nhân sử dụng omalizumab thì anh chị chỉ nhớ là chỉ cần IgE nó trên 30 là được, một cái mức rất là thấp. Ngoài ra thì những cái bệnh nhân FeNO cao hoặc eosinophil và periostin cao cũng đều đáp ứng tốt với omalizumab. Dupilumab thì lại có rất là lợi cho bệnh nhân có chàm, có viêm da thể tạng. Và những cái interleukin 5 khác thì cũng chứng tỏ là cải thiện được đợt cấp, và mỗi thuốc thì có một cái ưu điểm khác nhau. Tỉ như là benralizumab các anh chị có thể dùng 8 tuần một lần. Mepolizumab thì cũng giúp làm giảm eosinophil và giảm đợt cấp. Thì năm 2018 mình có cái hướng dẫn đó, và năm 2019 thì mình cũng có một cái bài báo khác thì nó lặp lại tùy theo cái kiểu hình eosinophil cao hay IgE cao, chúng ta có thể lựa chọn những cái điều trị phù hợp cho bệnh nhân hen. Thế thì cuối cùng thì xin trình bày nhanh một cái ca lâm sàng bệnh nhân nam 59 tuổi. Trước đó có hút thuốc lá nhưng mà tiền sử hen thì khởi phát khoảng chừng năm 35 tuổi. Và như vậy thì bệnh nhân trên lâm sàng nghi là vừa hen vừa COPD, nghĩa là ACO. Thế thì hô hấp ký cho thấy là có đáp ứng với test giãn phế quản. Và cái việc, xin lỗi. Và cái việc mà bệnh nhân điều trị vừa ICS LAMA cộng với LAMA thì chứng tỏ đây là một cái bệnh nhân hen nặng. Và bệnh nhân kèm theo những cái điều trị khác giống như là viêm mũi dị ứng, giống như là giãn phế quản bằng theophylline. Thế thì bệnh nhân này có cái kiểu hình TH2 với cái eosinophil cao, IgE cao và FeNO cao. Và khi đi tìm cái tác nhân dị ứng thì đáng tiếc là cái bộ tác nhân dị ứng của Việt Nam mình thì không có nhiều lắm, thành ra là cái kháng nguyên là âm tính sau hai lần thử. Chúng tôi cũng cố gắng loại trừ tất cả những cái nguyên nhân mà làm hen nặng khác, mặc kỹ thuật hít là đã loại rồi, tuân thủ cũng loại rồi, mà chúng tôi còn loại thêm bệnh tự miễn, bệnh hen mà nặng thêm do nấm, cũng như là chụp CT scan để loại trừ những cái tắc nghẽn hoặc là thuyên tắc phổi vân vân. Thế thì qua quá trình điều trị omalizumab thì bệnh nhân cải thiện rất là tốt, ở cái mức là gần như bệnh nhân không còn phải nhập viện, và gì đó chỉ có một cái đợt cấp mà sử dụng corticoid mà thôi. Như vậy thì qua cái phần trình bày thì cũng mong mỏi gửi đến các quý vị tham gia là thực ra là ngày hôm nay đó thì chúng ta vẫn điều trị hen bằng ICS LABA, và đây là một cái điều trị nền tảng cho hầu hết bệnh nhân hen, cho 80% bệnh nhân hen, và điều trị theo bậc đó là cái điều trị hữu dụng hàng ngày. Nhưng mà trong một số bệnh nhân nặng đó, thì rõ ràng là chúng ta cần có cách tiếp cận riêng. Thì cái cách tiếp cận kiểu hình hiện tại đó, nó không cho phép mình quyết định cái điều trị gì cả. Còn những cái cách tiếp cận thêm endotype theo cái kiểu bệnh sinh đó, thì rất là lờ mờ. Còn bây giờ thì nếu mà tiếp cận theo đặc điểm bệnh lý điều trị được, nghĩa là cứ tìm một cái biomarker và có một cái điều trị tương ứng thì các anh chị sẽ tiếp cận rất là tốt. Và như vậy thì muốn đạt được cái điểm đó thì mình sẽ thử những cái biomarker, những cái chỉ điểm sinh học và cá thể hóa cái điều trị. Và qua cái quá trình trình bày cái ca lâm sàng thì hy vọng các anh chị thấy là mình muốn chỉ định một cái thuốc sinh học thì mình phải làm rất là nhiều động tác, đảm bảo được bệnh nhân đã sử dụng ICS LABA tốt, có kỹ thuật hết tốt, tuân thủ điều trị và loại trừ những bệnh đồng mắc khác trước khi là mình kê toa một cái thuốc rất là đắt tiền. Nhưng mà những cái thuốc này nếu mà chỉ định đúng thì rất cải thiện ngoạn mục, chất lượng cuộc sống, triệu chứng và đợt cấp hen. Xin chân thành cảm ơn thầy cô và các anh chị đã chú ý lắng nghe. Vâng.